Ôi dồi ôi. Đang làm nhà. Đang làm nhà? Gì này? Chỗ này hôm nọ trống rồi mà. Chỗ này hôm nọ trống rồi mà. Chỗ thì nó trống đây, nó ngã về rồi. Ngã về rồi á? Đổ xuống thì không là tí nó đập vào đầu mình, anh em mình không đỡ được đâu. Nhưng mà tối nay là không ngủ ở đây nữa đâu nha. Đây là tổ ong khoái các bác ạ. Ngoài những lúc đi làm thiện nguyện ra thì hai anh em cháu Quyền còn lên rừng già để bắt mật ong bán cho các bác. Mật ong khoái thì sống chủ yếu ở rừng già và nguyên chất 100% của bác ạ. Các bác có nhu cầu lấy mật ong xịn nguyên chất 100% thì có thể liên hệ cho cháu Quyền qua số điện thoại 0395 953 850 hoặc 0369 944 064 ạ. Mến chào quý cô chú anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hôm nay thì chúng cháu sẽ tiếp tục mang những phần quà của tất cả cô bác đã gửi lên cho nhà anh A Lúa, lên cho anh A Lúa của bác ạ. Hôm nay thì vợ chồng cháu lên trên nhà của anh A Lúa sẽ tiếp tục là cùng anh xem cái nguồn nước nhà anh có khả thi không cô bác. Còn sáng sớm nay thì cũng hơi muộn. Hai vợ chồng cháu có nhận được một cuộc gọi từ anh A Lúa nói rằng là nhà bị ngã rồi cô bác. Nên là chúng cháu sẽ lên trên đấy xem là nhà của anh A Lúa là bị ngã như thế nào cô bác ạ. Còn đây là những phần quà mà các cô bác đã gửi lên cho nhà anh A Lúa. Tính đến thời điểm hiện tại cô bác thì vợ chồng cháu cũng đã nhận được khá là nhiều phần quà của nhà anh A Lúa rồi. Thì hai vợ chồng cháu sẽ xin phép tất cả cô bác là những phần quà nào mà bên trong các cô bác có để đồ nhu yếu phẩm cần thiết trước mắt muốn cho hai vợ chồng cháu trao cho gia đình thì vợ chồng cháu sẽ trao trước. Còn những phần quà nào mà có quần áo hay là quần áo này, ví dụ như là quần áo này, xà phòng các thứ ấy, thì cho hai vợ chồng cháu xin phép là đợi khi làm nhà của anh A Lúa xong thì chúng cháu sẽ chuyển những phần quà của cô bác đến cho nhà anh A Lúa sau. Tại vì là như các cô bác cũng đã thấy rồi ạ, nhà anh A Lúa thì nhà cửa không ra nhà cửa cô bác ạ. Nếu mà lấy đi nhiều quá thì vợ chồng cháu cũng sợ là mất thì mất, cũng như nếu mà mang lên nhiều quá thì mất thì cũng bằng không cô bác. Nên là cho hai vợ chồng cháu xin phép khi nào làm xong nhà thì chúng cháu sẽ tiếp tục mang những phần quà đấy lên cho gia đình anh A Lúa. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý cô bác cùng theo hai vợ chồng cháu đi lên nhà anh A Lúa. Đây thì mang 3 thùng quà lên cô bác ạ. Và sáng nay thì cháu Quyền có nhận được một cuộc điện thoại của anh A Lúa. Anh bảo là nhà bị ngã rồi, tức nghĩa là nhà anh ấy là đang bị đổ rồi cô bác ạ. Hôm trước là chống cái cây ở đằng trong ấy thì là sợ là chống mạnh quá, bây giờ nó đổ thôi các bác. Thì bây giờ sẽ xin mời các bác cùng theo vợ chồng cháu Quyền lên trên nhà của anh A Lúa cô bác nhé. Hôm nay lại lấy thêm 2 phần quà của 2 bác gửi đến cho gia đình của anh A Lúa, mang lên trên cho gia đình của anh A Lúa của bác ạ. Nhà thì ở tít trên kia. Nếu như mà anh A Lúa mà có đủ cái kinh phí để làm nhà thì không biết là sẽ vận chuyển vật liệu kiểu gì nữa. Rất là khó khăn. Kể cả là đi từ ở trên kia xuống cũng rất là xa, mà đi từ dưới này lên thì còn xa hơn nữa. Một ngôi nhà mà dạng như kiểu biệt lập rồi cô bác ạ. Đấy thì rất là mong sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến của các bác để cùng hai vợ chồng Quyền Yển xem là sẽ nghiên cứu và làm nhà ở chỗ nào là hợp lý nhất. Nếu như mà mua ở ngoài thì cũng sẽ được thôi, nhưng mà sợ là gia đình là đi ra ngoài ở lại không biết làm cái gì để có thêm kinh phí cho gia đình. Tại vì ở đấy thì đất đồi nương các thứ là cũng khá là rộng, nên có thể trồng sắn, trồng ngô các thứ được. Sợ ra ngoài là hai vợ chồng lại rất là chậm, nên là lại không biết là làm cái gì, lại còn nghèo hơn đấy cô bác ạ.
một cái bài toán đề ra về cái ngôi nhà cho gia đình của A Lúa là hết sức là phức tạp đấy cô bác. Trời ơi. Nặng không Yến ơi? Đi đôi dép này mà đau hết cả chân rồi. Vợ cháu Quyền bây giờ là khỏe hơn cháu Quyền rồi cô bác ạ. À, Quyền thì đang bị bệnh cho nên là không dám vác đồ nặng. Trời ơi, ở đây nhiều cỏ thế. Chỉ có đi theo đây là em trai của cháu Quyền, là người hay quay phim cho hai vợ chồng. Và khi mà có những cái đồ gì cần vác nặng ấy thì là sẽ chuyển cái phần quay phim cho A Quyền, còn em Trình sẽ vác đồ. Nghỉ ngơi thế thôi đi nhỉ? Đi. Chưa các bác là nghỉ được một lúc thì lại tiếp tục đi thôi các bác ạ. Ôi à. Nóng quá. Đến nhà của anh A Lúa rồi. Ai à, hai vợ chồng vẫn ở nhà. Anh Lúa làng hót hót cái gì ở kia thế? Nhà ngã thật à? Ôi dồi. Ôi dồi ôi. Đang làm nhà á? Gì này? Chỗ này hôm nọ trống rồi mà. Chỗ này hôm nọ trống rồi mà. Ngã về rồi á? Em gắn mic vào một tí nào anh ơi. Đây. Ui, nhà này làm sao mà dám vào trong nữa. Đây cô bác ơi, sáng thì anh Lúa cũng có gọi cho hai vợ chồng cháu bảo là nhà ngã rồi. Thì chúng cháu cũng không có lên luôn được ấy. Bây giờ lên đến đây thì trước mắt của thật chúng cháu là như thế này. Ồ, thế này làm sao mà dám ở nữa anh? Sự lắng đấy. Đây, em cài mic không? Bây giờ không, ui ồ, như thế này bây giờ không dám ở nhà rồi. Không dám ở nhà rồi. Cái này ấy cô bác ạ. Cái này nếu mà không có cái cây này trống thì cái này là xuống rồi. Nhưng mà hôm nọ trống, lấy cây này trống ở trong mà sao lại lấy ra đây? Nó ngã mà, nó ngã ở trong đây mà. Ngã xong là ngã ở bên trong này xong lại cái cây này về trống ở giữa này à? Đúng rồi, nếu mà anh mà không trống như thế này là sợ cái sàn này là xuống là kéo cả cái nhà này xuống luôn này các bác ạ. Thế sáng nay gọi cho em là lúc đấy là mấy giờ anh? Lúc đấy á? Lúc đấy đưa trẻ con đi học thì đủ chỗ mà đi tìm đâu. Lúc chỗ này đổ ơi, chị có ở nhà không? Không. Chị cũng không ở nhà. Mày quá, gia đình là không ai ở nhà, nếu không thì rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ là không dám ở luôn rồi đấy, tại vì là nó mà nhà đất ấy, nó mà đổ một bước bé bé như này thôi là nó liên quan đến cả nhà luôn ấy, nó dính nhau ấy, nó đi theo nhau luôn ấy. Nhưng mà sao tự nhiên đang yên đang lành như thế lại đổ đường nhỉ? Không nào, lấy cây trống ở kia mà. Không rõ đâu, nhưng mà nó là cái đứa đây nó không chát được rồi. Nhưng mà hôm nọ lấy cây trống rồi mà có lấy cây ra không? Không lấy đâu. Đấy, bây giờ là còn rất là nguy hiểm ở cái chỗ này này. Đứng qua đây Yến. Cái này đất ở trên này rất là nặng ấy. Rất là nặng. Hôm nọ đi qua thế này mà nó sập xuống là đi luôn, coi như là đi luôn. Đi lớn thôi. Hôm nọ là rồi. Hôm nọ trống cái cây kia là trống lệch sang bên này cô bác ạ. Còn đổ là đổ bước bên này. Hôm nọ trống là giữa đây đã vỡ một mạch lên rồi. Nhưng mà không biết trống ở bên này. Là đẩy mạnh quá. Đẩy mạnh quá thì nó là ngã rồi. Chắc là đẩy mạnh quá nó mới đổ được như thế này rồi. Trời ơi. Này đừng có vào đấy, tí nữa cái kia sập xuống rồi chứ.
Cái này là bên này nặng hơn, cái này cái cây này bắt đầu chịu xuống ở đây. Tí cái cây này nó rơi xuống này. Đây. Chỉ cần lắc một tí thôi. Tối nay là không ngủ ở trong này nữa đâu nha anh ơi. Nguy hiểm quá. Ra ngoài đi, đi vào đấy làm gì? Đi. Trời ơi. Thế là đồ đạc các thứ là vẫn ở trong hết chứ? Hôm nay là chuyển chăn màn các thứ là ra ngoài gấp. Anh không dùng cái đấy đâu nhá, tí nữa. Làm được để làm đây. Không, tí bây giờ sẽ tí nữa làm. Tí nữa là mình sẽ đập cái này ra luôn. Tại vì là bây giờ nó chỉ giữ là cái cây này giữ thôi. Ở trên này, đất ở trên này rất là nặng. Bây giờ mà mình đang đi dưới này, nhất là trẻ con ấy, đang đi dưới này mà nó cây này mà nó sập xuống phát thì coi như là không còn cách nào để mà cứu đấy. Đây này, cái cây này bây giờ nó đang treo được là do hai cái cây ở hai bên này này. Mà có cây thanh ngang ở trên này thì nó mới giữ được. Còn không thì bây giờ là nó sập rồi đấy. Ôi dồi ôi, nhìn cái đất này nó cũng khô cằn quá nhỉ. Ôi đấy các bác ạ. Sáng nay thì anh A Lúa có gọi điện cho vợ chồng cháu. Thì có bảo là nhà bị ngã rồi. Lúc đấy thì anh ấy cũng không ở nhà. Đấy, thế là nghe tin là hai vợ chồng lên đây luôn. Thì nhà cửa là như này luôn rồi. Trời ơi. May quá, các con đi học hết nhỉ. Các con đi học hết là may. May mà là ban ngày ai cũng không ở nhà ấy. Ôi, sợ thật. Đây là còn không gió đâu. Nhưng mà gió nữa thì nó ngã sập nó nhiều hơn ấy. Sợ là hôm nọ là trống ở bên kia ấy, nên là đẩy bên kia quá thì đâm ra cái này nó cái này tí nó lại đổ vào người đấy, cho nó đổ luôn đi, đổ hẳn đi. Đây tí nghe nào. Không sợ đâu. Này mình để như này tí nó lại đổ. Cho nó đổ hẳn đi đây này. Cái đấy đừng có động vào nữa, không tí sợ cái xà ngang kia ấy. Trời ơi cô bác xem. Thế mà đất nó khắc tự rơi khắc tự. Kệ nó đi. Cái thùng thành lỗ ngon đây. Ở đây có vàng à? Có cái bay cắn chủ rồi. Tưởng nhà mình có vàng. Không có đâu. Cái đấy vứt chỗ khác đi, dẫm lên là đứt chân ấy, cái kia, miếng kia. Đây, bây giờ mình đẩy hẳn hết chỗ này ra đi, không là tí nó đang đi này nó lại sập xuống đi. Chết rồi luôn đi. Ui, cái xà này là khổ. Ui, nguy hiểm quá. Cái xấu này, một luồng lụng. Ui, cái này không có cái gì giữ ở dưới ấy, nên là thôi, kệ nó đi. Dạ, ổn sang mái tấu này phải chứ. Đấy, bây giờ là tìm một cái cây về chống cái cây này. Tìm một cái cây chống cái cây này. Anh đi xem có cây nào. Xong rồi mình hót cái này ra luôn đi anh. Đi tìm về luôn đi, xong là chống cả cái này nữa. Nếu mà không chống cái này, xác định là không chống cái này thì phải đập cái phần đất ở trên này ra, không là tí nữa là nó không chịu được nữa là cái này sập xuống hết đấy. Nguy hiểm quá. Ôi đừng có vào đấy. Anh không đi xuống dưới đấy đâu nha, đi không. Anh chạy luôn. Không phải không sợ đâu, chạy luôn đi nhanh. Sợ nhất là cái trên này nó sập xuống rồi. Hả? Đây là nó giữ được là nó do cái thanh ngang ở trên này này. Cái này mà không có mấy cái thanh ngang này là giờ là nhà. Ê, anh đừng, là đừng một đây. Đống đổ nát rồi đấy. Không, bây giờ chỉ sợ nó là bên này nữa là đổ xuống là coi như là nhà mình là đi hẳn rồi. Ôi. Thôi được rồi anh ơi, anh đi lấy cây về trống đi. Phần quà thì tí nữa sẽ khui sau các bác ạ. Bây giờ giải quyết cái vấn đề nguy hiểm trước mắt đã. Giờ này lấy cái cuốc cào cái này ra đi. Lấy cuốc cào cái phần này ra xong là chống cái cây này này. Đỡ được phần nào hay phần đấy thôi. Cái đấy cũng được anh ạ. Cái cây đấy không được đâu anh ơi, cây bé quá. Lấy cây này luôn này. Cây đấy để chống cái này này. Ủa, nó giữ chắc hết đấy. Ừ, bây giờ nó chỗ này sập xuống hết là rung hết cả nhà luôn rồi các bác ạ. Ôi dồi ôi, anh A Lúa thì còn chậm nữa. Vừa rồi thì cũng mới đưa con đi học về. Xong là đang thấy hot hot ở đây, tưởng là anh ấy nói đùa. Về đến đây mới biết là nhà bị đổ. Đất như này thì làm sao mà còn chắc được nữa. Ôi.
Anh đo cho nó bằng đi. Đo cho nó bằng xong là cắt. Không là trống ở trên cũng được anh. Nhưng mà nó dài quá. Trống ở thanh này này. Không thanh này này. Anh nhẹ thôi. Cứ đập 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 như thế là tí nó xuống phát hết luôn đấy. Không, phải cắt nó đi một tí đã. Cháu nghiêng là không được, cháu nghiêng nó không chắc đâu. Đi đi đi, cắt, cắt, cắt một đoạn đi. Cắt tầm này nhá, cắt tầm này. Ở đây. Bây giờ là không dám vào nhà rồi cô bác ạ. Tối nay các con về là tí nữa là sẽ chuyển hết toàn bộ đồ ra ngoài thôi, không không ở đây nữa. Rồi. Trên này bây giờ cũng phải lấy ra này. Nó bị nứt hết ở trên này này. Đây này, ở đây. Chỗ này nứt hết rồi, đi theo nhau hết rồi này. Đất này nó rộng quá, nó nặng quá. Nếu mà nhà xây mà có sắt thì ở bên này nó bị đổ thì vẫn chả sao, nó có sắt để nó giữ. Nhưng mà ngôi nhà đất như này thì không có gì để mà giữ cả. Yến nhá, cứ đứng đứng đấy đi. Đây cô bác ạ, nhà làm trình tường thì là cái này. Cái này lấy cái cây bé tí như này để mà giữ cái phần đất ở bên trong ấy cô bác. Quá khủng khiếp. Bên này thì là chắc hơn này, bên này vẫn còn giữ được. Bên này đất bên này vẫn chắc hơn này. Sao còn không bên gió này không là... gì mà tự nhiên đổ được nhà tường này. Chắc là sợ là sáng nay chị lấy cái cây này ra thôi. Cây trống ở trong ấy. Đợt trước em trống ở trong một cây đúng không? Trống ở trong một cây mà, nhưng mà lấy là trống đi phần tường bên kia, cái phần nứt nứt từ cái chỗ mà bắt đầu đổ sang bên này là mình không trống cây nào đâu đợt trước ấy. Rồi. Mệt quá. Rất là nguy hiểm đây các bác ạ. Những cái phần như này là bị nứt hết rồi. Đây, những cái chỗ này mà bây giờ mà không trống vào là tí nữa trẻ con về là sập lúc nào là không biết đâu. Cái này, cái phần đất này là bây giờ chỉ cần tác động lên nó nhẹ nhẹ một tí là xuống luôn đấy các bác ạ. Một ngôi nhà không có gì gọi là an toàn cả. Nếu mà nhà mà có cột gỗ thì chả sợ. Tường nó đổ thì nó còn có chỗ nào để mà giữ. Nhưng mà nhà của anh lúa thì không có gì gọi là cột nhà gì cả. Đấy, cứ thế mà vắt thẳng sang đất luôn. Đây anh ơi, để đây. Ôi, ngắn quá rồi. Lấy cốt đào ở đây đi. Dài quá rồi. Đấy, đào thành một lỗ. Cho nó thấp xuống một tí. À, giữ ở đây này. Cái này là kéo nhau nứt ở chỗ này rồi đấy. Tí nữa đập cái này ra thôi. Này này. Tí nữa đập cái này ra. Đây. Ui ui ui. Ui, đừng có đập vào đấy nữa. Thật nhanh nhá. Không, đứng vào đây làm đi. Tí nữa cái kia nó rơi xuống đấy. Này. Đứng chỗ nào mà rơi còn chạy được. Chỗ này nó rơi thì mình vẫn chạy được. Nhà này bây giờ nếu mà dỡ thì làm sao mà dám trèo lên mái để mà dỡ nữa. Cho nó xuống một phát à anh Lúa? Bây giờ mà dỡ nhà là cho nó xuống một phát à hay làm như nào? Dạ. Ừ. Nào. Đào đi, đào đi. Chống, chống lên đã xong nói chuyện xong. Lấy cái tay mo nó ra. Được rồi đấy. Sao? Ui, thấp quá rồi. Anh cho đất vào trong một tí đi. Được rồi. Không phải làm như thế. Lấy từ bên trong ra đi. Đấy. Lấy xe bên lật. Ui 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 ui. Anh giữ đi. Anh giữ đi. Cho nó vào bên kia một tí. Nó lại lệch rồi. Đập từ bên này ra cơ. Được rồi, thế thôi, thế thôi, thế thôi. Chắc chưa? Hay bây giờ an toàn không? Không ai đụng đến mà cứ thế này đất rơi 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 ra thì
xem nó có bị tuột ra được không anh? Nó sợ nó tuột ra đấy. Ra bên này quá rồi. Bỏ tay ra, nhanh. Không được. Được sao quá. Giờ còn mỗi cái đinh để giữ cái thanh này. Đây, bây giờ cái đinh này mà tuột xuống là cái cây này đi luôn đấy. Anh đừng có dùng cái chỗ đấy nữa. Bây giờ cho cái kia xuống đi. Cái không, đất ở bên trên này. Ủa anh đi lấy cây kia về đây. Ừ. Cây kia về đẩy đi, để nó đổ đi. Đẩy cho nó, cho cái cục mà nó nứt ra giữa này, cái cục nó tách lẻ ra đây này. Đấy, anh này làm cái đấy đổ xuống thì không là tí nó đập vào đầu mình, anh em mình không đỡ được đâu. Nhưng mà tối nay là không ngủ ở đây nữa đâu nha. Ôi. Ôi, khá tổng phát hả? Tờ cải giờ còn xe không rồi. Ui, ta xóa lần xe là có. Thử nó có khó luôn không? Ui, nguy hiểm quá. Cái này là cái này mà không đập ra nó rơi xuống lúc nào không biết luôn ấy. Làm cho cái cục kia xuống nốt đi. Còn làm gì nữa, kệ đi. Thôi kệ đi. Tớ nói này. Cái cục này cho nó xuống đi. Sắp hết à? Ô lấy cái phần quà này ra đó, sao lại mang quà về đây? Tớ này đi. Thổ ăn xong rồi bông rồi. Tao tỏ nó. Cái này xuống nốt đi. Từ từ thôi. Nhẹ thôi. Nguy hiểm quá. Sợ thật. Bây giờ an toàn rồi. Bây giờ nó không đổ được anh. Trời ơi. Ta sợ nó sẽ thật cả sức sẵn. Nó rớt cái cây đấy. Rồi bây giờ bắt đầu dọn đồ ra. Giật hết cả mình. Sợ thật. Bây giờ nó không đổ được vào đâu rồi. Giờ nó không đổ được rồi. Nhưng sợ cái sàn này. Không có một cái gì để giữ cả. Cái sàn này là bây giờ mình có cây kia để chống à. Là nó sẽ an toàn hơn là cái này. Nhưng mà tối nay là không ngủ ở trong này nữa đâu nha chị nha. Tối nay là lôi nhau ra nhà ra nhà ra cái hầm kia ngủ thôi. Chị nữa sẽ nối cái hầm ra nữa. Đồ đạc thì vẫn cứ để trong này đi. Trong là chỗ ngủ là không được ngủ đây nha anh. Ôi. Trời ơi, nguy hiểm quá. May mà trẻ con còn đi học hết cô bác ạ. Bây giờ mà cái này mà đập đổ xuống phát thì chắc khả năng là nhà sập rồi. Tường này bên này không giữ mà. Chắc thế đấy, bên này. Bên đấy thì không sao được đâu. Cái mảng, cái chỗ mà hôm nay đổ này. Ta có trông, nó có trông là phổ tốt lần thật lắm. Thôi bây giờ là thế này nhá. Hả? Lấy cái cây ra hết, xong là hót cái đất này ra ngoài kia đi. Để còn mình còn lối đi lại. Đấy. Đây này, lấy cái này ra ngoài kia đi. Ui, nó ra băng, nó vào càng xuất sẵn này thôi. Ui. Kéo cửa ra để xếp ở ngoài luôn đi. Đừng bắt chạm, toàn đây. Hả? Ăn cơm chưa? Ăn rồi à? Ừ. Thế để đâu ơi? Để trên này đi. Đây, để đây. Bụi lắm. Mày mà còn đẩy cái phần trên này đổ xuống hết cô bác ạ. À. Không người đi qua đi lại ở phần dưới thì lúc không biết là lúc nào nó đổ xuống luôn đấy cô bác. Sợ quá. Bây giờ lấy cái cuốc hót ra ngoài hết đi anh ấy. Ôi cái đất này sao mà nó chắc được nữa. Này, nó có gì gọi là giữ gì đâu.
Để tôi góc rất là kỹ. Tại nào ơi, tại sao xa rột thế nào? Cái kia mà lúc nãy mà mình không lấy ra mà trẻ con đang đi học về mà đang đi dưới này thì coi như là đi hết. Bây giờ các con đi học về là không cho các con đi vào trong này nữa đâu nha anh nhá. Cho các con chơi ở ngoài này, xong là đi vào trong hầm kia cho các con ăn uống ở bên kia thôi, không cho vào đây nữa. Sợ lắm, nhà mình sợ lắm. Đấy, bây giờ thôi, thoát cái này ra ngoài hết đi anh. Thoát tôi ra ngoài này hết đi. Quốc nhà anh có một cái này thôi à? Quá, hai cái mà có một cái đi đâu rồi? Cái này là trước nó bị treo ở chân này. Thế là cái chân của nó là nó bị con chuột nó bới hết đây. Vâng. Cho nên nó treo ở cái phần dưới này. À hiện tại thì nó cái phần mà bị treo là nó đổ rồi. Cái đất này cũng nhiều lắm anh ạ. Nhiều lắm. Nhìn thế thôi, một cái bức tường đổ ra một đống đất không phải ít đâu. Ôi dồi ôi. Bây giờ là phải chuyển hết chỗ này ra ngoài đi anh ơi. Xong là bụi quá. Thuốc thì có mỗi một cái, muốn giúp thì cũng chẳng phụ kiểu gì được. Thôi bây giờ là anh ơi. Ê chứ ơi. Lấy cái đồ quần áo chăn màn ra ngoài hết đi đã. Không là tí nó bụi hết vào nhà đấy. Cái đấy thì kệ đi anh, cái kia kìa. Không, cứ lấy hết ra đi, tại vì nó bụi lắm. Lấy cả cái kia ra ngoài hết đi anh ơi. Cả đây, quần áo các thứ là cho vào tải hết đi. Cái đây cho nó để đây có nó, nó xử được cái đây. Cá ở trên này này, cá ở trên này là lấy cái gì về che đi, không là tí bụi về đấy. Ôi dồi ôi. Thế bây giờ là nhà sập như này rồi thì ở đâu? À. Bây giờ đây. Thế nào? Bây giờ đây, từ giờ trở đi là ở đâu? Đi cái giường kia đây mà. Ở trong hầm kia nhá. Vâng. Ừ, mở, cảm ơn năng tuần thế nào á. Chắc là em có tỷ lệ tao xong coi nhau nó mộ. Thưa cô bác là hiện tại là nhà của anh ăn lúa là rất là nguy hiểm. Về cái khi mà ở trong nhà này là không dám ở nữa rồi các bác ạ. Rất là bụi luôn. May quá là cũng tháo được những cái phần ở trên này ra hết rồi. Không là để đến lúc mà trẻ con đi học về mới nó mới đổ xuống là rất còn rất là nguy hiểm luôn. Nên bây giờ là tháo được cái phần này ra thì còn nó còn thoáng và nó an toàn hơn rồi các bác ạ. Chưa. Nhưng mà hiện tại là cái cây này nó bị không có cái gì để mà chống mà đỡ, là cái ngôi nhà bị méo hết rồi. Những cái hộp quà của các bác thì mang lên kia hết đi, xong là tí nữa phát sau. Sao sao rồi đấy? Tối nay là không ngủ đây nữa đâu nha anh nhá. Ừ. Các con là về là không là tí nữa sẽ lấy cái bạt ở bên kia ra. À. Làm thành một cái lều ở đây đi. Mình sẽ ở tạm ở đấy luôn. Không là ở trong cái hầm kia thì cũng không ở được cả nhà ấy. Tại vì nhà thì có rất là đông người. Khi mà ở như thế thì cái hầm đấy không thể nào mà chứa được hết được. Thế bà thông nọ mua về rộng nhất nhỉ? Ở kia mà. Đây để em làm một tí nào. Khổ quá các bác ạ. Nè. Bây giờ anh chị ở đâu? Nhà thì hỏng hết rồi bây giờ ấy. Ở trong kia thôi. Trong hầm cả đời nhá. Ôi dồi ôi. Trời xá. Thưa cô bác là cái này là cái chỗ mà bị đổ đấy, thì là cái chân của cái tường nhà này
là ngày trước là nó còn dày bằng ngày đó các bác ạ. Là nguy cơ đổ là rất là lâu rồi. Mà đợt trước anh em của cháu Quyền lên đây cũng mang cây về chống ở cái phần trong ấy. Thì sợ là đẩy mạnh quá, đẩy từ cái phần trong ra mạnh quá, bây giờ nó mới thành ra nó nó khi mà rút cái cây kia ra là nó đổ. Sáng nay thì chị Đấu là đi lấy củi về, lấy củi về để đây xong là thấy vướng vướng. Thế là rút cái cây này ra luôn, cái cây trống này ấy. Thì một phần nguyên nhân là do cái hai cái chính là nó là như vậy thôi. Mấy cái cây này cũng mọt hết rồi. Tính đến thời điểm hiện tại thì về cái phần khoản hỗ trợ làm nhà của anh A Lúa ấy, cô bác là cũng được hơn 40 triệu rồi. Về cái phần cụ thể thì cho Quyền sẽ để ở cái phần đầu của video. Hiện tại là đã được hơn 40 triệu. Và có một khoản của một bác ở bên nước ngoài cũng gửi cho hai vợ chồng cháu Quyền. Thì cũng cách đây được 3 ngày rồi. Bác có gửi cho 100 đô. Thì nếu mà cả cái khoản 1.000 đô của bác, nếu mà tiền của bác ấy mà hai vợ chồng cháu nhận được nữa là thành hơn 60 triệu. Thì cũng gọi là đủ cái tiền vật liệu của nhà anh A Lúa. Thì hiện tại là đã được với cái số tiền hơn 40 triệu thì cháu Quyền sẽ không để cho gia đình ở trong cái ngôi nhà nguy hiểm như này nữa cô bác ạ. Một cái sự nguy hiểm mà của cả gia đình, như kiểu là 1.000 cân thiêu sợi tóc rồi. Và tí nữa thì sẽ chuyển toàn bộ đồ đạc của gia đình ra ngoài kia hết, không cho ở đây nữa, kể cả đêm nay là không cho ngủ ở đây rồi. Và cái nhà này thì sẽ dỡ nhanh thôi, tại vì là để như này là rất là nguy hiểm. Nếu mà mưa bây giờ mà gió to là nhà là đổ luôn rồi. Mà trẻ con về là sẽ rất là hay thích vào trong nhà để chơi ấy. Chính vì vậy thì cháu Quyền sẽ hôm nay sẽ dọn hết chỗ này ra và đồ đạc là chuyển ra ngoài. Tí nữa sẽ làm một cái lều mới để cho gia đình ở tạm đã. Và rất mong sẽ nhận được sự đồng hành, quan tâm của các bác trong và ngoài nước để làm sao giúp đỡ được anh A Lúa một phần nào đấy về cái khoản làm nhà. Nếu như vật liệu mà của cả bác kia hai vợ chồng cháu nhận được ấy là hơn 60 triệu thì tiền vật liệu là đủ rồi các bác ạ. Còn thiếu tiền công nữa thì sẽ có một ngôi nhà cho gia đình để an toàn hơn. Còn thước phim đến đây thì cũng rất là dài rồi các bác ạ. Cháu Quyền xin phép là kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở thước phim tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác. Xin chào các bác.